đang có nhu cầu bán chiếc xe ô tô của mình để lên đời hay cần vốn kinh doanh. Với mong muốn bán được giá cao nhất mà chưa tìm thấy địa chỉ thu mua xe ô tô cũ uy tín và tin cậy, thì xin hãy gọi điện đến cho Thế Sơn. Thế Sơn là trung tâm ô tô đã qua sử dụng uy tín, chuyên nghiệp, được đánh giá cao trên toàn quốc. Thế Sơn chuyên thu mua tất cả các dòng xe qua sử dụng của các hãng như Mercedes, Audi, BMW, Lexus, Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mazda, Ford, Mitsubishi, Nissan. Từ đời thấp đến đời cao với giá tốt nhất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, Thế Sơn đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng khắp cả nước bán xe cũ cũng như tư vấn mua xe mới trên cả sự mong đợi, được khách hàng gần xa tin tưởng và yêu mến. Thế Sơn với kinh nghiệm 15 năm làm việc cho Toyota Nhật Bản, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ về lĩnh vực ô tô, đạt nhiều giải thưởng danh giá và là một trong top 10 người Toyota xuất sắc nhất tại Việt Nam. Nên Sơn rất thấu hiểu sự mong muốn của khách hàng như thế nào. Với sự chuyên nghiệp của mình, quý anh chị chỉ cần gọi điện 091 155 4455 hay nhắn tin Zalo cho Sơn là 30 phút sau, Sơn sẽ đến tận nơi để xem xe và thu mua cho quý anh chị. 7 lý do quý anh chị và các bạn nên chọn Thế Sơn để bán xe cũ. Thứ nhất, nhiệt tình, chuyên nghiệp, phục vụ trên cả sự mong đợi. Thứ hai, thẩm định giá xe tốt nhất thị trường. Thứ ba, thủ tục giao dịch nhanh chóng, gọn lẹ, thanh toán tiền tươi hoặc chuyển khoản. Thứ tư, không ép giá xe khách hàng được quyền đề xuất giá. Thứ năm, xe đang vay vốn thủ tục đơn giản, nhanh gọn trong một buổi làm việc. Thứ sáu, bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. Thứ 7, thu mua tận nơi trên toàn quốc, liên tục 24/7, khách hàng không cần di chuyển xa. Quy trình mua xe ô tô cũ, quy trình sẽ vô cùng đơn giản, giúp anh chị đỡ mất thời gian với chiếc xe cũ của mình như sau. Thứ nhất, quý anh chị và các bạn chỉ cần gọi Thế Sơn báo đời xe, màu xe. Thứ hai, Thế Sơn và nhân viên sẽ đến tận nơi để thẩm định xe. Thứ ba, thanh toán tiền một lần nhanh gọn khi hai bên thỏa thuận xong. Thứ tư, hai bên ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển quyền mua bán và sử dụng chiếc xe. Thứ năm, bàn giao xe, ký biên bản bàn giao xe. Các loại giấy tờ các anh chị cần chuẩn bị: sổ đăng kiểm ô tô, bảo hiểm ô tô nếu có, giấy đăng ký xe ô tô, nếu xe vay ngân hàng, Sơn sẽ thanh toán trước cho khách hàng để lấy cả vẹt ra, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân. Luôn đặt chữ tín và cái tâm lên hàng đầu, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người sử dụng xe. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình, giúp quý khách hàng bán được những chiếc xe với giá tốt nhất, với thời gian nhanh nhất, với mong muốn phục vụ tốt hơn và nhiều hơn, đem những chiếc xe ô tô chất lượng tới mọi vùng miền Tổ quốc, hạn chế những rủi ro cho những khách hàng muốn mua bán xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu anh chị thấy hay và ý nghĩa, hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn và lan tỏa mong muốn của Sơn tới mọi khách hàng sử dụng xe. Sau cùng, Thế Sơn xin kính chúc khách hàng sức khỏe, an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.